Thổi giá ký test gấp 3 lần, tổng giám đốc công ty Việt Á hối lộ hơn 100 tỷ đồng cho các quan chức. Kết quả điều tra vụ án xác định trong các năm 2020 và năm 2021, tổng doanh thu của công ty Việt Á là hơn 4.247 tỷ đồng. Bị can Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ hơn 106 tỷ đồng cho các cựu quan chức, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thuận lợi sản xuất mua bán test xét nghiệm, thu lợi bất chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát truy tố bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 37 bị can khác, trong đó có các ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư tỉnh ủy Hải Dương, bị đề nghị truy tố các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận, đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc và các nước trên thế giới, Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ có chủ trương giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Với mục đích để công ty Việt Á được tham gia đề tài nghiên cứu, Phan Quốc Việt đã thông đồng với bị can Trịnh Thanh Hùng, Phó Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế, kỹ thuật, đơn vị đầu mối quản lý nghiên cứu khoa học Bộ Khoa học và Công nghệ, để Việt Á được bộ này phê duyệt phối hợp Học viện Quân y thực hiện và sử dụng kết quả đề tài. Sau đó, Phan Quốc Việt tiếp tục đề nghị các bị can Nguyễn Văn Trịnh, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Thanh Long, cựu trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Huỳnh, nguyên thư ký của ông Long, can thiệp tác động chỉ đạo bị can Nguyễn Minh Tuấn, nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế tham mưu, đề xuất ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức test xét nghiệm COVID-19 cho Việt Á, biếu xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý thành tài sản thuộc sở hữu của công ty Việt Á. Theo C03, khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 test xét nghiệm cho Bộ Y tế, Phan Quốc Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá từ 143.461 đồng một test lên 470.000 đồng một test. Mức giá này cũng được Việt Á áp dụng cho hàng triệu test sản xuất sau này. Kết quả điều tra toàn vụ án xác định, trong các năm 2020 và năm 2021, tổng doanh thu của công ty Việt Á là hơn 4.247 tỷ đồng. Trong đó, công ty Việt Á đã sản xuất tổng số hơn 8,7 triệu test xét nghiệm, đã tiêu thụ cho các đơn vị, cơ sở y tế hơn 8,3 triệu test, tổng trị giá hơn 3.900 tỷ đồng, tính theo đơn giá 470.000 đồng một test. Trong đó, đã được thanh toán hơn 5,9 triệu test xét nghiệm với tổng trị giá hơn 2.257 tỷ đồng. Để công ty Việt Á được tham gia nghiên cứu đề tài, phát triển sản phẩm test xét nghiệm và nâng khống giá, C03 cáo buộc Phan Quốc Việt đã đưa tiền cho một số bị can, trong đó Việt cảm ơn Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ 200.000 USD, tương đương hơn 4,5 tỷ đồng. Cảm ơn Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 200.000 USD. Cảm ơn Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 50.000 USD. Ngoài ra, Việt còn hối lộ bị can Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long 4 tỷ đồng, Nguyễn Minh Tuấn, nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế 300.000 USD, Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế 100.000 USD. Theo C03, hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng của Phan Quốc Việt bị quy kết gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn 432 tỷ đồng. Tổng số tiền Việt đưa hối lộ cho các cựu quan chức là hơn 106 tỷ đồng. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.